Cô có biết anh Trung đã có gia đình rồi chứ? Chị tới đây đánh ghen tôi hay là hăm dọa tôi vậy? Không, tôi đến đây để cho cô lời khuyên. Dù sao thì tôi cũng sẽ chia tay anh ấy. Sau khi nghe xong, cô quyết định như thế nào là tùy ở cô. Anh ta chăm sóc tôi rất tốt, kiên nhẫn và ân cần. Anh biết rồi. Xíu nữa anh gọi lại sau nha. Vẫn giao tiền lương cùng tôi đi mua sắm, giới thiệu với bạn bè đồng nghiệp. Cái mác người chồng tốt đẹp xây dựng ra không chỉ để ngoại tình sau lưng tôi, mà còn để sĩ diện với người ngoài. Cô không cần phải so sánh với tôi. Cô hãy thử nghĩ xem, giữa cô và sĩ diện của anh Trung, anh ta sẽ chọn cái nào? Nếu cô tin anh ta thật lòng với cô á, thì hãy đợi xem. Em làm gì Trúc? Cái con nó đã ký giấy rồi, sao anh không ly dị nó đi? Nếu anh ta thật sự yêu cô, anh ta sẽ không đẩy cô vào cái vị trí xấu hổ như thế này đâu. Chen chân vào hôn nhân của người khác nói chung vẫn là trái đạo đức. Nên tốt nhất là tôi không có con. Lỗi ai người đó chịu trách nhiệm. Trong trường hợp tôi đã có con, thì tôi nghĩ cô nên rời xa anh Trung đi. Anh Trung có thể ly hôn, nhưng mà đứa con vẫn là của anh ấy. Nếu cô vẫn bất chấp xen vào cuộc hôn nhân này, thì cô phải chấp nhận tôi và con của anh ta sẽ bị mắc kẹt giữa mối quan hệ của hai người. Dung có thai rồi. Ngay từ đầu anh chỉ coi tôi là đồ chơi của anh chứ gì. Cái áo của anh cũng nó mua, đồ ăn của anh cũng nó nấu. Mọi thứ tốt đẹp á đều ban danh nghĩ là người vợ của anh. Còn tôi, anh nghĩ coi tôi là cái gì? Mọi tiếng xấu á đều con này mang nè. Nhưng nếu cô chắc chắn rằng anh Trung yêu cô, nên làm kẻ thứ ba cũng đáng thì tùy. Ngày trước tôi cũng nghĩ là anh Trung yêu tôi, cho tới khi tôi gặp cô đó. Bao nhiêu cố gắng của tôi chừng ấy năm qua đều vô giá trị. Thì cô hãy nghĩ xem, cô có sẽ trở thành tôi thứ hai không?